Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình review nói sâu về cái con men 4.16 và con men 2.18. Khi một thời gian đi làm show đã rất lâu thì công ty không công bố. Và hôm nay thì bắt đầu từ năm 2024 thì công ty cho ra men Titan đồng bộ với hệ thống lo Titan, thì sự ổn định và là cái hiệu quả cực cao cho anh em đi làm show. Thì mình cũng chia sẻ một số cái đi làm show thực tế, thì mình thấy là con men 4.16 thật sự là nó một con men chạy được điện yếu rất là tốt, và nó cho một cái sự ổn định khi điện yếu, tại vì cái phần mà nguồn của nó được thiết kế rất là chỉnh chu về phần nguồn, và nó chạy BFC. Thì anh em biết đó là BFC là rất là nhiều anh em điện tử thì cũng biết, có nhiều khách hàng thì hầu như mình nói BFC hầu như là anh em không biết, nhưng mình nói nôm na như thế này: cái nguồn BFC tức là những con men nào nguồn auto wall, nguồn xung đó là có nguồn BFC, thì nó cho một cái mức ổn định để nó cho ra nguồn rất là chi tiết. Và những cái con men mà có nguồn BFC thì anh em biết là nó tổng nó tính ra nó là chỉ xung hai lần từ phần nguồn. Và cái phần mà nguồn BFC đầu tiên á, thì anh em biết là giống như điện 220 của mình đi đi vào nó qua BFC, nó sẽ xung lên cho một cái mức điện áp chỗ mà nắn nắn cầu á nè, là ví dụ như mà 220 vào thì nó dao động ở đó là 380 xong. Thì nguồn BFC này lúc này á, nó sẽ nuôi suốt cái nguồn này, tức là anh em cắm vô điện 110 nó cũng vẫn ra 380 đó, nó hay là hay chỗ đó. Thì nó giống như vậy nè anh em, để mình điện lên xuống mà nó dẫn nguồn BFC, nó là cung được chỗ mà cái điện dao động của nó sơ cấp á, thì nó nằm 380 hoài đó. Hay con cái là cho nó nằm hoài, giờ cho anh em cắm vô 100 W nó cũng ra 380 cho đó, rồi nó mới cung ở ngoài nguồn cục sức cho nó đủ. Ví dụ như nó chạy cộng trừ 160 thì nó vẫn giữ mức ngõ ra 160. Mà đặc biệt con men này có thể anh em chơi súp vẫn được bình thường, tại vì cái độ đắp pin to của nó lên tới là 5.000, từ 20 đến 200 Hz dép, nên anh em là không có sợ điện sốc điện điện. Thì cái phần nguồn đầu vào á, thì được thiết kế rất là chắc chắn. Đặc biệt thêm một cái nguồn nuôi riêng là cho hệ thống brê và bảo vệ, nó chạy hai biến áp nha, phần cái công suất là riêng, còn biến áp khác nhỏ là đánh cho phần brê, nên á là mình thấy là cái con này nó rất phù hợp cho anh em đi làm show, của anh em đi làm show. Thì đây là những cái video mình đưa lên cho anh em xem, vừa sao tiếng, vừa chạy điện yếu, và vừa vừa anh em đi làm show mà nó ổn định mức là có thể là xuống 100 qua 120, 130, cho dù anh em chạy lên xuống nó không có giữ mức đó, nhưng nó vẫn cho ra một cái chất âm rất là tốt. Không bị méo tiếng tính nha. Rồi, anh em xem một cái video của mình cho anh em xem. Đây là men 2 kênh và men 4 kênh nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái video. Video này 141 lên 140 mấy, 130 là bình thường. Thì đại lý của chúng ta là liên thông đi thôi. Ấy 130 đó kìa. Anh em thấy là khi điện nó lên xuống như thế này và không có comment này thì không thể nào chạy được, có comment này thì anh em đỡ phần lo đi cái phần nhân vật này, điện nó chính thấp quá bắt buộc phải phải lúc này mà đánh 3 giờ nhé để còn cái số lượng 2 nữa. BFC đó anh em, anh em thấy đó là thực tế nha, cái này là thực tế khi mà sử dụng điện yếu. Rồi cái gieo này là cái gieo, cái gieo là mình hát nè, anh em thấy á, hiện tại là đánh rất là căng, rất là căng anh em nghe biết rồi. Vẫn giữ được mức rất tốt, cái video vừa rồi đó là anh em là xem một cái quýnh quýnh công suất rất là căng nha, rất là lớn,
thật sự là mình cách khoảng cách tầm khoảng cỡ 2 mét tới 3 mét là mình đo là 110 dB. Thì anh em cứ khi quýnh như vậy đó là mà tiếng không có bị nén, men là chưa báo líp nha. Thì một mình nó gánh nó là 4 chiếc loa F72 FX FX Blues. Một mình nó quýnh 4 cái. 4 cái thì một kênh là quýnh một cái đôi đó anh em. Rồi cho anh em xem cái vocal của nó đây. Và công ty có đăng lên có những cái clip đi show thực tế về men bên đây rất là chi tiết về đi show thực tế cho anh em trải nghiệm. Tại vì anh em biết khi đưa ra một sản phẩm nào bất cứ ngoài thị trường thì cũng đã trải nghiệm rất là lâu rồi, nhưng công ty là không có công bố cho tất cả mọi người. Tại vì mọi người trông chờ trông mong có sản phẩm khi là sử dụng ổn định mới đưa ra thị trường. Thì anh em biết hiện tại tại sao mà trên thị trường hiện tại lo titan thì được rất là nhiều anh em sử dụng, mà bây giờ có cái men titan nữa thì anh em thấy là khi mà cho ra một sản phẩm nó sẽ hiệu quả, công ty mới đưa ra cho nó chạy hệ thống lo của mình. Và đặc biệt khi anh em sử dụng hệ thống đồng bộ vừa men vừa lo vừa bờ rê tất cả này kia là được bảo hành cả lo là 12 tháng. Anh em biết lo hầu như trên thế giới là họ không bảo hành đâu, những hãng lớn là không bao giờ bảo hành, nhưng đối với ở Việt Nam mình thì công ty có sự ưu ái cho tất cả mọi người, quý khách hàng sử dụng hệ thống đồng bộ vừa titan và rồi tất cả này kia thì sẽ được bảo hành kể cả lo cả cả chép. Thì anh em biết là khi mình chọn có một con men mà đi show điện ổn định đó, nó phát ra một cái âm thanh không bị méo tiếng đó, thì khi điện yếu đó, thì anh em rất là đỡ có thằng mà hú hí. Anh em có tin không, ví dụ như sử dụng một cục men thường khi điện đủ á, thì nó vẫn giữ mức đó, anh em điện yếu thì nó cho ra một cái âm thanh nó nhỏ xuống đúng này, anh em đẩy cái mic lớn lên đúng không, đẩy lớn lên thì khi nó có điện đủ lại thì nó phát lên lớn hơn nữa thì nó sẽ hú, đồ rất là dễ bị hư. Thì do điện yếu á, là anh em không ổn định men thì rất đồ rất dễ bị hư. Thứ nhất là đơn giản thôi, ví dụ như anh em biết á, là điện yếu thì nó ra âm thanh nó nhỏ đúng không, men bình thường thì anh đẩy cái micro lớn lên lớn lên lớn lên vừa mới hát hát lên xuống sụm rồi lúc nào nó có điện đủ lại thì nó sẽ cho một âm thanh nó lớn quá ngưỡng thì nó sẽ được là dạng rất là dễ bị hư đồ là do điện yếu đó. Khi anh em có một con men nó ổn định được cái mức mà điện áp mà từ 100 đổ lên 200 mấy thì anh em nó quá trời thích cho anh em mới làm. Thật sự anh em nhìn vào cái video này anh em sẽ biết hiệu quả thật sự, và công ty đã trải nghiệm rất là nhiều, rất là nhiều tiền rất là yếu liên tục đây. Đây là nhật ba sản đó phẩm kìa, mới nhất thì anh em làm mà quan tâm đến hai cái men này nó hết rồi để được tư vấn cho mình chi tiết hơn và cái giá của nó thì rất là phù hợp cho nên người ta. Thì cái giá này là cái giá ưu đãi cho tất cả mọi người sử dụng, nghĩa là trong thời gian cái giá của nó sẽ cao hơn, thì anh em cố gắng anh em mua sớm thì cái giá tốt nhất cho mình. Thì hiện tại thì khi anh em mua một cặp men như vậy đó thì hiện tại thì công ty đang bao ship cho anh em, thì một cặp như vậy thì giá chỉ có 33 triệu thôi mọi người. Thì men 4 cơ thì nó cao hơn, thì men 2 cơ thì nó rẻ hơn. Rồi anh em nào quan tâm đến hai cái sản phẩm này thì em cứ liên hệ trực tiếp với công ty để được tư vấn chi tiết hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.